Xin chào tất cả các bạn. Hầu hết tất cả các môn võ trong cái quá trình luyện tập thì tất cả các cơ quan trên cơ thể đều được vận dụng, và lực luôn luôn lấy từ dưới mặt đất lên, và cái điểm mà giao trung chuyển, tức là chuyển năng lượng từ dưới mặt đất đẩy lên trên, thì đó là cái hông. Và ngày hôm nay thì Tịnh sẽ chia sẻ với các bạn cái video và hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta phối hợp giữa chân và tay qua cái bài tập nhảy dây. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy chia sẻ và kết nối với tôi để cùng nhau chắp cánh cho những điều tốt đẹp bay xa. Bạn có thể xem video ở phía bên tay trái, nhấn nút theo dõi kênh ở bên tay phải, và đừng quên bật thông báo để không quên bỏ lỡ những video mới nhất của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.